Uống omega-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe và thường được khuyến nghị như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Dưới đây là một số lý do tại sao việc bổ sung omega-3 có thể tốt cho sức khỏe. 1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch. Omega-3 giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL), giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. 2. Hỗ trợ sức khỏe não bộ. DHA, một loại omega-3, là thành phần chính trong màng tế bào não, giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ phát triển trí não ở trẻ em. Ở người lớn tuổi, omega-3 giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. 3. Giảm viêm Omega-3 có đặc tính chống viêm, có lợi cho những người mắc các bệnh viêm mãn tính như viêm khớp và các bệnh tư miễn. 4 cải thiện sức khỏe mắt. Omega 3, đặc biệt là DHA, là thành phần quan trọng của võng mạc mắt, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về thị lực. 5. Hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Omega 3 có thể giảm triệu chứng trầm cảm, lo âu và các rối loạn tâm lý khác, giúp cải thiện tâm trạng. 6. Hỗ trợ quá trình mang thai. Omega 3 rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và mắt của thai nhi giúp cải thiện sức khỏe của mẹ và bé trong thai kỳ. 7. Cải thiện sức khỏe da Omega-3 giúp giữ ẩm cho da, giảm viêm và hỗ trợ điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến. 8. Hỗ trợ sức khỏe xương khớp Omega-3 giúp tăng hấp thu canxi, cải thiện mật độ xương và giảm viêm trong các khớp. Khi sử dụng chúng ta cần phải lưu ý một số điều sau. liều lượng nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp y tế về liều lượng omega 3 phù hợp với nhu cầu cá nhân. Tương tác với thuốc, omega 3 có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu. Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có các vấn đề sức khỏe đặc biệt, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung omega 3. Chất lượng sản phẩm, chọn sản phẩm omega 3 từ các nguồn uy tín vì một số sản phẩm có thể chứa tạp chất hoặc không đủ hàm lượng omega-3. Omega-3 rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng ta cần sử dụng đúng cách và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.